Tài chế độ xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một những cái mẹo vặt hay cho cuộc sống. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn với những cái mẹo vặt là khôi phục điện thoại bị rơi xuống nước. Đây, hiện tại mình đang lấy khăn để rửa mặt, không may mình đánh rơi chiếc điện thoại vào chậu nước như thế này. Thì cách xử lý cái điện thoại bị rơi xuống nước này như thế nào? Sau đây mình sẽ bắt đầu hướng dẫn. Trước tiên thì các bạn hãy bình tĩnh, nhặt cái điện thoại ở trong nước lên. Sau đó là các bạn sử dụng vải khô, một chiếc khăn mềm vải khô. Các bạn chú ý phải dùng vải khô nhé, lau xung quanh cho thấm hết cái nước bên ngoài chiếc điện thoại này đi, không lát nữa nó ngấm ở bên trong là nó sẽ phá hỏng luôn. Sau đó mình sẽ tắt nguồn điện thoại đi. Mình đang tìm đủ mọi cách để tắt nguồn chiếc điện thoại này. Tắt nguồn và tháo hết sim thẻ nhớ ra nha các bạn nhé. Đây, hiện tại cảm ứng nó bị đơ, mình sẽ quyết định tháo pin này và lau khô tiếp ở bên trong pin này, bên trong điện thoại này, lau khô đi cho nó bớt đi một phần nào nước đi thì càng tốt. Sau đó là vải khô đi, vải cho nó bay hết cái nước ra ngoài. Sau đó lau kỹ lại những cái phần mà còn dính nước. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng những cái giấy vệ sinh hay gọi là giấy hút ẩm, bọc lại. Cái này là mình sử dụng giấy vệ sinh đây. Mình bọc lại chiếc điện thoại này cho bụi nó khỏi bay vào, bọc kín luôn và nó cũng sẽ thấm nước bớt đi một phần nào đấy nữa. Mình sẽ bọc thật kín. Sau khi bọc kín xong thì bạn để ý ở gia đình nào cũng có một cái thùng đựng gạo như thế này. Gia đình nào hầu như cũng có thùng đựng gạo. Đây. Thì các bạn sẽ nhét cái điện thoại ở giữa cái thùng gạo đấy. Quét một cái chỗ mà đào sâu một chút. Chôn cái điện thoại này xuống cái thùng giữa thùng gạo luôn. Đó. Nhằm cho nó hút ẩm đi. Gạo nó có đặc tính hút ẩm rất là cao. Bạn cứ để vậy trong vòng rơi từ khoảng 1 hoặc 2 ngày. Mình sẽ để lên từ khoảng 1 ngày, mình nhấc ra. Vậy là sau khi mình đã để trong vòng 1 ngày trôi qua, mình bắt đầu mình lấy cái điện thoại ra. Lấy ra và bóc hết những cái giấy hút ẩm hay là cái giấy vệ sinh đấy. Bóc qua và nắp pin vào, khởi động lên xem nó có hoạt động bình thường hay không. Sau khi mà mình lắp hết vỏ và lắp lưng, lắp pin vào thì bây giờ mình sẽ bắt đầu bấm nút khởi động. Khởi động chiếc máy lên xem nó có hoạt động bình thường hay không. Máy nó đang khởi động đây, các bạn chờ một chút cho nó khởi động xong. Cái điện thoại này là điện thoại cùi bắp mà. Cũng thuộc dạng điện thoại rẻ tiền thôi, cũng không phải là điện thoại nhiều tiền. Đây, hiện tại đang vào màn hình chờ rồi. Nếu mà bạn không tháo được pin của điện thoại thì các bạn có thể sử dụng lau khô đi. Tìm đủ mọi cách để các bạn tắt nguồn đi trước đã nhá, rồi mới cho thùng gạo. Đây, hiện tại là đang khởi động lên được rồi. Nó hơi bị chậm do cái máy này máy ít tiền đấy. Đó, vậy là đã hoạt động bình thường.
Màn hình đã lên, mình đang chờ một chút để cho nó nhận thẻ SIM. Bây giờ mình sẽ thử gạt cái cảm ứng xuống xem nó có gạt được hay không. Cảm ứng xem nó có hoạt động bình thường hay không. Mình đang chờ cho nó nhận thẻ SIM. Đó. Sau khi mình gạt xuống thì cảm ứng lại được bình thường. Vậy là đã hoạt động quá là tốt rồi. Và những cái giao diện menu thì hoạt động quá là bình thường. Vậy là chúng ta đã xử lý thành công cái điện thoại rơi xuống nước với một cái cách khá là đơn giản thôi, bọc khăn khô vào và cho vào thùng gạo để cho nó hút ẩm đi. Đâu phải gia đình nhà ai cũng có máy sấy đâu, thì các bạn sẽ tận dụng luôn cái thùng gạo trong gia đình ấy. Các bạn làm cái để hút ẩm luôn cho cái điện thoại này. Các bạn để rơi tầm khoảng từ 2 cho đến 3 ngày cũng được, càng lâu càng tốt. Đây mình để có một ngày mình lấy ra thì nó vẫn hoạt động bình thường. Các bạn thấy video của mình hay thì hãy cùng nhau chia sẻ những cái video như này với tất cả mọi người cùng biết nhé. Có thể là rất ít người biết những cái mẹo nhỏ như thế này tại gia đình. Vậy là mình đã xử lý thành công chiếc máy điện thoại này. Các bạn hãy nhấn nút like và share và nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin cảm ơn các bạn đã đón xem.